Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 trang 32 đến trang 33. Bài 1 phần tiếp theo, củng cố mở rộng, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Câu số 1 là hãy kẻ bảng vào vở theo mẫu sao và điền nội dung phù hợp. Như vậy thì các em dựa vào các kiến thức về đề tài để mà thực hiện làm những cái câu hỏi này. Các em thấy là ở đây chúng ta có cái bảng là số thứ tự từ 1 đến 3. Văn bản thì có là các văn bản như là bầy chim chìa voi, đi lấy mật, ngàn sao làm việc. Thì ở đây có phần đề tài, một đề tài ấn tượng chung về văn bản. Thì các em sẽ kẻ bảng này vào vở và điền cái nội dung phù hợp. Ví dụ như ở đây số 1, văn bản số 1 đó là bầy chim chìa voi thì đề tài của văn bản này là gì và ấn tượng chung về văn bản này là gì, thì tương tự các em sẽ làm với văn bản đi lấy mật và ngàn sao làm việc. Như vậy ở đây văn bản bầy chim chìa voi thì đề tài đó là tuổi thơ, là thiên nhiên, hai đứa trẻ và bầy chim chìa voi. Còn ấn tượng chung về cái văn bản này đó là sức sống kỳ diệu của bầy chim chìa voi, tâm hồn trong sáng nhân hậu của hai nhân vật Mên và Mon. Rồi tiếp theo văn bản số 2 đó là đi lấy mật, đề tài, tuổi thơ và thiên nhiên, đi lấy mật trong rừng U Minh. Thì ấn tượng chung về cái văn bản này đó là vẻ đẹp phong phú, hoang sơ, bí ẩn của rừng U Minh và tâm hồn trong sáng tinh tế của nhân vật An. Tiếp theo văn bản ngàn sao làm việc, văn bản 3 ngàn sao làm việc. Thì đề tài tuổi thơ và thiên nhiên, vẻ đẹp của bầu trời đêm qua con mắt trẻ thơ. Rồi ấn tượng về cái văn bản này đó là khung cảnh bầu trời đêm trong trẻo rộn rã, tươi vui và trí tưởng tượng hồn nhiên phong phú của trẻ thơ. Rồi tiếp theo câu số 2, chủ đề chung của ba văn bản đọc là bầu trời tuổi thơ. Em thích chi tiết hoặc là nhân vật nào trong ba văn bản đó? Hãy cho biết cái trải nghiệm nào của bản thân giúp em hiểu thêm về cái chi tiết hoặc là nhân vật. Thì các em dựa vào kiến thức về chủ đề để mà nhận biết được chủ đề chung của ba văn bản. Chúng ta hãy chọn một cái chi tiết hoặc là một cái nhân vật tương ứng với những cái trải nghiệm mà em trải qua, mà em đã trải qua để mà trả lời câu hỏi này. Thì ở đây cô ví dụ, chủ đề chung của ba văn bản là điều viết về và hướng tới những đứa trẻ mầm xanh tương lai của đất nước. Thì ở trong tất cả các nhân vật qua các tác phẩm của chủ đề bầu trời tuổi thơ thì em có ấn tượng nhất đối với cậu bé Mon. Sở dĩ em có ấn tượng nhất với cậu bé là bởi vì tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu động vật của cậu bé. Hơn nữa, trải nghiệm một lần cứu tổ chim cũng đã khiến em hiểu được hơn cái tâm trạng và tình cảm của cậu bé Mon dành cho những chú chim chìa voi. Đó là vào một lần nghe trái cây ngọt dần mà em đã bước ra vườn. Đi qua cây nhãn, em đột nhiên thấy có một tổ trứng chim đang sắp rơi xuống đất. Nếu rơi thì chúng sẽ vỡ mất, nhưng cao thế này, mình trèo lên làm sao đây? Hàng loạt những câu hỏi cứ thế xuất hiện trong suy nghĩ của em. Em đã phải đấu tranh tâm hồn mãi mới dám trèo lên cây cao để mà chỉnh lại chiếc tổ chim cho ngay ngắn. Chẳng phải việc gì quá to tát nhưng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Rồi tiếp theo câu 3. Hãy chọn một tác phẩm truyện mà em yêu thích và thực hiện các yêu cầu sau. A. Xác định đề tài của truyện. B. Kể tên các nhân vật hoặc là nêu đặc điểm tính cách của các nhân vật chính. C. Liệt kê các sự việc tiêu biểu của cốt truyện, dựa vào các sự việc đó để tóm tắt nội dung cốt truyện. Như vậy thì ở câu số 3 này các em nhớ lại các tác phẩm truyện mà em đã được học ở chương trình ngữ văn 6. Thì các em sẽ chọn một cái tác phẩm mà mình yêu thích và trả lời và thực hiện các yêu cầu ở dưới đây. Tức là các em chọn một tác phẩm rồi các em xác định đề tài của truyện, sau đó các em sẽ xác định đề tài của truyện, đó là yêu cầu thứ nhất. Còn yêu cầu thứ hai đó là chúng ta sẽ kể tên các nhân vật và nêu cái đặc điểm tính cách của nhân vật có ở trong truyện mà em đã chọn. Thứ ba đó là liệt kê các sự vật tiêu biểu ở cốt truyện, rồi dựa vào các sự việc đó để mà tóm tắt nội dung của cốt truyện. Thì ở đây cô ví dụ như trong chương trình ngữ văn 6, em đặc biệt yêu thích chuyện bức tranh của em gái tôi. Thì ở câu A xác định đề tài của chuyện, thì đề tài của chuyện đó là tình cảm gia đình. Rồi kể tên các nhân vật và nêu đặc điểm tính cách của nhân vật. Thì các nhân vật ở trong chuyện đó là nhân vật tôi, người anh, còn Kiều Phương là người em, bố mẹ, hai anh em là bé Quỳnh và chú Tiến Lê. Thì nhân vật chính của chuyện là nhân vật tôi, người anh. Đây là nhân vật có đặc điểm tính cách vô cùng đặc biệt. Ban đầu tác giả thể hiện nhân vật người anh là một người hay mắng mỏ em gái khi em nghịch ngợm và đố kỵ khi cô bé có tài năng hội họa được mọi người khen ngợi. Thì sau đó tính cách của nhân vật này được bộc lộ là một người anh yêu thương em khi vỡ òa hạnh phúc, ăn năn hối lỗi trước cái tình cảm ruột thịt. Rồi tiếp theo, các sự vật tiêu biểu của cốt truyện. Thì Kiều Phương là một cô bé hay lục lọi đồ và thường bôi bẩn lên mặt. Cô bé có sở thích là vẽ tranh. Rồi khi mọi người phát hiện ra tài năng hội họa của Kiều Phương, thì người anh tỏ ra ghen tị và xa lánh. Kiều Phương đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh quốc tế với bức vẽ Anh trai tôi. Thì người anh nhận ra lòng nhân hậu của em gái và hối lỗi về bản thân mình. Tóm tắt thì chúng ta sẽ tóm tắt câu chuyện như sau. Kiều Phương là một cô gái hay lục lọi đồ và thường bôi bẩn lên mặt. Cô bé có sở thích vẽ tranh nên thường bí mật pha chế màu và vẽ. Khi mọi người phát hiện ra Kiều Phương có tài năng hội họa thì người anh lúc này đã tỏ ra ghen tị và xa lánh. Kiều Phương đạt giải nhất tại tranh thi vẽ quốc tế với bức tranh Anh trai tôi. Thì lúc này người anh trai mới nhận ra tấm lòng của nhân hậu của cô em gái và hỏi lỗi về bản thân mình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.